Ê tí, cái tay con đang cả hồng hoài gì đã vậy? Thì sữa cô mới ra hương vị mới. Khi mà chị mua một thùng rồi á, sẽ được tặng bộ dụng cụ học tập này nè. Hơn vậy gì vậy? Nói gì chị biết, chị mua một thùng liền ấy. Hương vị vải, sau lưng ba lô em có nè, chị lấy ra thử đi. Ê Tiên, cái chương trình này còn không vậy? Dạ còn, đến hết ngày 30 tháng 6 lận. Hên dính kìa. Dạ. Hôm nay là mấy đứa thi cử xong hết là bắt đầu nghỉ hè rồi phải không? Dạ phải. Còn em, tuần này mới bắt đầu thi. Kệ em. Anh Vinh, anh giáo viên vậy? Kệ anh. Nhìn chung là mấy đứa bắt đầu rảnh, nghỉ hè cũng có nhiều thời gian trống rồi. Thì hôm nay mấy đứa thích quay cái clip gì cứ thoải mái nói đi, anh sẽ quay theo. Tắm xong đi anh. Bộ nhà mày tắm xong không đã hay sao? Hè mà mày còn kêu anh Vinh đi tắm xong nữa. Có đi á là phải đi tắm biển. Để làm chi? Để làm chi? Để mình được đi du lịch đây đó với em điều mới phải không gạo? Sai. Để tao có cơ hội khoe cái khối cơ bắp này. Để tự nhiên tập tàn chi mày. Thầy Thánh thằng ơi, cái mũ bụng nè, cục nào cái cục đó luôn trời. Vậy chứ sao? Anh đâu có nói em. Anh đây nói cái hình trong áo em nè. Anh Vinh, em thấy ý kiến của Ngọc được đó. Bây giờ anh không có gian đi biển phải không? Ừ. Vậy mình đi tắm hồ bơi đi. Tắm hồ bơi hả? Cũng vui đó. Nhưng mà chưa có đã. Anh phải tổ chức cái trò chơi gì để em thể hiện sức mạnh cơ bắp của em. Đúng rồi đó, nhìn. Rồi mày làm gì Ngọc? Hai cái thằng trái trâu này tập tạ được mới có mấy tháng mà đã ngông cuồng rồi. Rồi tự nhiên quay vô bụng em như vậy. Anh Vinh, trừ lương hôm nay đi, không có phiên nhẹ hả? Trừ lương gì? Mượn mày giỡn cái bụng mới làm cái gì vậy? Thôi được rồi, chốt lại là ngày hôm nay mấy em là muốn anh Vinh tổ chức một cái trò chơi tổng hợp liên quan tới vận động. Dạ. Bắt đầu vòng thi thứ nhất, thi bơi. Ở cuộc thi bơi này chúng ta sẽ thi đấu hai vòng, mỗi vòng là gồm 5 thí sinh nghe nè. Và cái thí sinh nào mà bơi yếu nhất về đích muộn nhất là thí sinh đó bị loại khỏi các vòng tiếp theo. Rõ chưa? Dạ. Vòng 1 5 bạn nữ. Dạ đây. Em cũng tham gia nữa ha Hồng ha. Rồi vòng 2 5 bạn nam. Đây. 5 bạn nữ mời xuống dưới hồ đi. Tất cả chào chị Chi. Rồi 5 bạn nam á, em chạy ra đằng kia em phát sữa đi. Đó. Đặc biệt lưu ý nha, thí sinh mà có thể lượt bơi về đích sớm nhất, thí sinh đó ngoài lấy được hai cái lốc sữa Cool hương vải ra còn nhận được thêm một bộ dụng cụ học tập. Ok, để lấy cái ghế ngồi ca. Chuẩn bị nha, hết cái tiếng kèn là mấy em sẽ bơi. Ủa, người bơi Vinh Vinh? Anh thổi xong là em bơi được rồi đó. Đi lội ra khỏi các vòng thi tiếp theo, bước ra ngoài. Game over. 5 bạn nam bước ra ngoài. Tới các bạn nữ vô trong này phát quà nè. Chạy mày cũng nhanh. Tới nào. Chạy vô cô. Quynh. Cảm ơn quý tử. Cảm ơn. Ủa gì anh? Này vén gì trời, đâm vô mỏ tao rồi. Thôi. Cái con trò mày gớt cùng quá ngáo. Cố lên Ngọc Đình Sĩ ơi. Cố lên. Bơi tiếp đi. Nhanh lên. Đừng bơi chú ác chú mẹ. Bơi cái tay thôi. Bơi cái tay. Yeah.
cho đại đại cho tôi nha. Tiếp theo ăn gì? Ăn gì? Rồi bước thành bước rồi. Hạng ba. Hạng bét đâu? Sao cái vòng thi nào hạng bét cũng có mày chơi vậy? Ôi, đi về, xong vòng 1 rồi đó, bước sang vòng 2. Đấu vật. Đi về. Rồi đi về. To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm Vòng thi này sẽ là đấu vật sumo. Chúng ta đang đứng ở trong một cái vòng màu đỏ, mấy em có thấy chưa? Dạ lại. Thì cái hình thức thi đấu nó sẽ như thế này. Mời hai đối thủ chúng ta bước vô thị phạm đi. Ôi, tất cả tránh ra. Vậy là đấu sĩ sumo mập đã chiến thắng được anh Phong. Dễ hiểu không? Dạ, dạ. Có ai thắc mắc gì không? Dạ không. Rồi, 8 bạn chiến thắng ở cuộc thi bơi đâu, giơ tay lên. Dạ. Mời 8 bạn đó bước lên trên này, rút thẻ. Nghe nè, hai thí sinh rút được thẻ cùng một nhân vật giống nhau thì sẽ thi đấu với nhau. Còn bước lên trên đây. Để em, để em. Ủa, anh nhớ vòng 1 hình như em rớt mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Em cũng chụp hình thành. Ai mượn? Anh Quang, đây phải sửa chung với em nè. Rồi, đem cút cho anh vậy. Rồi, rút đi. Em cút bên này. Rồi, em cút bên này. Ủa, cho em cút rồi. Em cút cho bạn rồi. Em cút cho bạn rồi. Đây là mình nè. Mang mang bay. Hai đứa em vô thi đấu chứ. Rồi. Mình bắt hồn nữa nha các bạn. Anh nói lại cái nữa nghe, cái vòng thi này chỉ là thi đấu chơi thôi, chứ không phải là trận đấu sinh tử nha mấy đứa. Hôm nay Hùng chiến thắng. Cặp tiếp theo Ngáo A Ngọc bước vô. Trời ơi. Các bạn khán giả nào đang xem video nè, chưa bấm vào đăng ký á thì bây giờ hãy bấm vào nút đăng ký, bấm like, bấm chuông để ủng hộ team mình nha. Yêu các bạn khán giả nhiều. Hôm nay em sẽ cho anh biết như thế nào gọi là gamer đích thực. Anh luôn, cầm đi. Anh Quang, anh đoán thử coi trận này ai thắng. Bèo, đừng có để đồ tiểu hư nha. Cây quạt đa năng này cầm tới 24 nẻ cô mới đỏ được đó. Gác lên. Có vẻ như hai đấu sĩ nữ này rất là hiếu chiến đó ha. Chuẩn bị đi, 1, 2. Mình bắt A Đại thắng nha các bạn. Tại vì A Đại nó mập tới gần 70kg nè. Chạy lên anh ơi. Thanh à, tự rút lui đi. Tao không muốn làm tổn thương tới cái thân thể gầy yếu của mày. Sao mày dứt nó chưa? Gãi nấm vú hoài vậy. Nhào vô, nó nhiều vô thân mập. Dứt nó Thanh, đừng để hỏi gamer của mình bây giờ.
sau vòng 2 thi đấu sumo thì bốn bạn bước vào vòng 3 đâu. Yeah! Ủa? Anh gì bên trong cái áo ghen có khói rồi đại? Ủa kỳ vậy? Tự nhiên có khói. Ê da, cái quạt bơm hơi nó bị cháy rồi. Thì bốn bạn chiến thắng vòng 2 này sẽ bước vào vòng 3 với trò chơi con quay địa ngục. Anh Vinh, qua tim đại cậu eo kìa, sắp tình em quay rồi. Chạy đi anh Vinh. Ở vòng 3 này mình chỉ còn lại 2 cặp thí sinh thôi. Thì từng cặp sẽ vào thi đấu. Con quay của người nào dừng lại và ngã xuống trước là thí sinh đó thua. Bạn còn lại sẽ nhận phần thưởng là 2 cái ba lô đa xi năng và 1 thùng sữa con. Cặp nào cũng đấu chớp. Em với Đại. Nhào vô. 1, 2, 3 vô. Đừng ai cái ba lô luôn. Về cho em mình một cái. Chơi chút chơi làm gì mặt buồn với anh nhau. Thì em thắng em vui phải rồi. Mấy clip trò chơi nào của anh Vinh á, anh cũng được lọt vô vòng chung kết chưa. Thôi nó chứ đừng có buồn nữa. Cho anh 36 hẻo quà côn nè. Về đổi ba lô ra chi năng đi. Cảm ơn em đi đại. Gây chi năng nha. Ok. Rồi lúc này quay phim lẹ đi em. Nguyên team đợi có 2 đứa đó. Nghe kỹ cái vòng cuối này nè. Một cuộc thi kiểm tra sức mạnh thể chất lẫn sức chịu đựng của nam giới. Biết mỗi cái cây cột sắt này là bao nhiêu ký không? Dạ 20. Sai. 30. Tại sao? Cây sắt 10 ký cộng với bình nước 20 lít nó làm ra 30 ký. Cam. Cái thành viên nào mà căng hai cái tay gì nè sức chịu đựng lâu hơn bạn còn lại là thành viên đó chiến thắng. Rồi bạn cỡ lại gì anh Vinh? Phần thưởng là một thẻ đặc biệt đổi chiếc xe siêu cool. Thấy chưa? Vậy là thi đấu đi. Mày tập gym là phải mặc mấy cái áo sát nách như vậy để cho hội gym mơ của tao ngày càng phát triển. Ok, mặc vô. Đưa đây. Chú lẹ mày. Nhìn cái áo thấy ngầu rồi đó. À đây đây đây. Cái thằng mặc vô. Trời ơi, bạn lẻ đi đại gì mà lâu vậy? Trời ơi, trời ơi. Ai biết, thằng đó mặc cái áo này vô. Thật mày mặc lộn qua cái nắp luôn rồi kìa. Nhìn kỳ kỳ sao chị Thảo? Đúng rồi, chị thấy phản cảm quá à. Ngầu lắm đại. Thấy ghê muốn chết ngầu cái gì? Lột ra đi đại ơi. Chỉnh chỉnh lại nha, chỗ đẹp á. Sao cứng nhắc rồi đại? Ôi, cái bụng kìa. Kèo xuống đi, sao cứng nhắc vậy? Cái bụng mày bự quá. Tao mày người ta gặp game á là mặc áo đẹp dữ lắm. Tao tới lượt mày mặc gì kỳ vậy đây? Kỳ là kỳ sao? Mày muốn biết kỳ hay không á? Bước vô đây à? Vô đây. Đồng hồ vô đây. Chuẩn bị nha. Coi ai đợi chịu đựng được bao nhiêu giây. 1 2 4. Tập kim để làm gì? Gạn lên! Con hồn là nhục với mày! Đúng rồi đó! Gạn lên! Lên. Chừng nào gần mệt là phải nói nghe. Ok.
Sao mày làm vậy rồi? Trời ơi, lại đây đánh mạnh dữ mà. Sao ơi, được chưa? Mạnh dữ. Hay quá đây ơi, đừng có làm mất mặt hội game mới của mình. Cô này quá. Phải vậy. Cô lên. Được chưa? Chưa. Trời cái bạn nó đỏ quét rồi kìa. Thôi, hơn một chút luôn nè các bạn. Một con số kinh khủng thật sự luôn. Thấy chưa? Rồi mời Tiểu Hùng bước vô đi. Tiểu Hùng trời ơi. Tướng ông như con cụ ma chứ không biết chịu được 30 giây không đây. Không bị chưa? Vậy gọi này. Cái chân gì cà gung gì cả. 1 2 bắt đầu. Thôi đỡ cho nó đi. Đỡ tạ cho nó đi. Chim đi vô. Rồi. Thắng rồi đại ơi. Đừng không nổi rồi. 39 giây là sức chịu đựng của Hồn. Tính ra bằng có 1/3 của Nga Đại. Hay quá đại ơi. Vậy là trò chơi này ngày hôm nay là đã vô đại. Giờ bắt đầu lấy thẻ này đi đổi lấy xe siêu cool về chạy được. Thì các bạn nào yêu thích những cái series như thế này thì đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để cho team mình có thêm động lực. Hè này cho ra nhiều clip mới chất lượng hơn. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Xe về. Xe chạy về đi em. Dạ. Uống sữa cơm rồi nhớ vận động nha trời. Dạ. Trời ơi, ngày nào tụi em cũng vận động trên 60 phút trơn anh ơi. Dạ. Lên cho tụi em về anh.